Thưa quý vị, nhằm góp phần vào công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã thị trấn trong huyện Cần Đước đã có những hoạt động thiết thực, vừa tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân phòng chống dịch bệnh, vừa may khẩu trang vải tặng cho người dân để người dân ý thức hơn trong công tác phòng chống dịch. Tiên phong trong hoạt động này là Hội Phụ nữ xã Long Cang. Theo đó, các chị em Hội Phụ nữ xã đã vận động kinh phí mua khẩu trang y tế tặng người dân, vận động 2.700 khẩu trang vải tặng cho Hội Phụ nữ huyện, đồng thời tự tay may hơn 2.000 khẩu trang vải tặng tiểu thương đang buôn bán ở chợ, người dân ở khu dân cư, tại Ủy ban Nhân dân xã, nơi người dân đến liên hệ công việc. Ở địa phương thì cũng khan hiếm khẩu trang, đi mua thì với cái giá thành đắt đỏ, mắc cái... Mình nghe cái tin là Hội Phụ nữ là phát động là trong ban chấp hành may khẩu trang. Mấy cái mạnh thường quân thì ủng hộ tiền, còn mấy cái chị thương may thì ủng hộ công sức may với lại cho giải vụn. Thì trong cái hội thì mình cũng làm đã gần 2.000 cái khẩu trang. Sáng chúng tôi đem đến chợ Long Cang để phát cho mọi người, thì thấy mọi người rất là thích. Cho nên chúng tôi vì động lực đó mà chúng tôi tích cực làm và làm mình nhiều hơn thế nữa. Để đảm bảo đủ khẩu trang phục vụ người dân, các chị em trong Hội Phụ nữ xã may khẩu trang cả ngày lẫn đêm. Tuy vất vả nhưng được góp sức cùng chung tay phòng chống dịch nên các chị đều quên đi mệt nhọc. Qua nắm được cái tâm tư nguyện vọng của chị em phụ nữ và người dân á, thì đi tìm mua cái khẩu trang y tế nó bị khan hiếm. Cho nên từ chỗ đó thì hội nảy sinh ý định là bàn với ban chấp hành để đi vận động kinh phí, rồi vận động công sức, rồi vận động vải để là tập trung cắt may ra những cái chiếc khẩu trang phát cho người dân và cán bộ hội viên phụ nữ chúng ta. Bên cạnh đó thì hội cũng hướng dẫn cho chị em đeo, rồi tuyên truyền về cái phòng dịch bệnh để đảm bảo sức khỏe của thành viên trong gia đình mình cũng như là những người xung quanh, hạn chế là lây lan dịch bệnh. Việc làm ý nghĩa của Hội Phụ nữ xã Long Cang đã lan tỏa nhiều xã ở huyện Cần Đước. Phụ nữ thành lập các tổ nhóm may khẩu trang ở các xã thị trấn, tặng người dân trên 15.000 khẩu trang vải, tạo phong trào để người dân chủ động hơn, có ý thức hơn trong phòng chống dịch COVID-19.